cảm tạ quý khán thính giả của Sài Gòn TV tiếp tục theo dõi chương trình Góc nhìn trung thực Tâm tình tháng tư đen với tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Thưa tiến sĩ Đinh Xuân Quân, cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt gần nửa thế kỷ và đã có vô số những tài liệu, những sử sách, những phim ảnh đã được ghi chép, được phổ biến để đưa ra những góc nhìn. Và những góc nhìn đó thì đôi lúc khách quan, nhưng mà đôi lúc cũng phải nói là có phần chủ quan về cuộc chiến. Thì bây giờ Bích Trâm xin mời ông Quân có thể đưa ra một cái góc nhìn trung thực từ quan điểm của một trí thức với học vấn uyên thâm mà ông có, cũng như là kiến thức chuyên môn của ông, và một người mà được sinh ra và giáo dục trong các giá trị của Việt Nam Cộng Hòa, được đào tạo ở nước ngoài. Có thể nói là ông Quân tiêu biểu cho các giá trị Đông lẫn Tây. Ông đã trở về nước làm việc trong các thời điểm cả trước và sau 1975. Ông từng sống dưới thời miền Nam tự do, và ông cũng đã từng sống dưới thời xã hội chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam. Thì thưa ông, những bài học xương máu nào mà người Việt trong và ngoài nước, nhất là những người mà còn quan tâm đến tiền đồ của đất nước, cần phải rút tỉa từ cuộc chiến Việt Nam? Vâng, cái câu đó cô đặt một câu hỏi nó cũng rất là khó đấy, chứ không phải là dễ. Tại vì không ai một mình mà có thể làm tất cả được, nhưng mà chúng ta có thể đóng góp được. Đó là cái đầu tiên. Đó là một ngày hôm nay cũng vậy, ngày mai đó tôi sẽ gặp một sử gia của Đại học UCI để nói chuyện về lịch sử Việt Nam lúc đó, mà cái bảo giáo sư cũng là người Việt Nam luôn. Thành ra mà Việt Nam từ miền Bắc thì dần dần đó, khi họ thấy được đó, cái sự thật và cái gì hiện giờ thì quý vị thấy là ở Việt Nam đó, họ coi cuộc chiến tranh xâm lăng của Ukraine đó, họ coi là một cuộc hành quân đặc biệt của Nga. Trong khi ở đây đó, ai cũng thấy đây là một cuộc xâm lăng từ nước Nga qua bên Ukraine, một nước độc lập. Thì có phải là khi đánh vào đó là xâm lăng không? Thì có phải là quý vị là làm cái đó là trái không? Thì ở đây đó, những cố gắng của chúng ta làm sao cho họ thấy được cái gì là phải và cái gì là trái. Không phải là lúc nào họ nói tuyên truyền cũng là phải hết. Và cái gì, vì sự thật nó vẫn là sự thật, mà ông Putin á, có nói tới đâu, có tuyên truyền tới đâu thì cũng có 141 nước đã nghĩa là bầu chống lại cái việc xâm lăng của Ukraine. Mà dù sao đi nữa, mà Việt Nam có bênh tới đâu đó thì Việt Nam càng đi tới đường cùng. Tại sao? Nói tại sao này dễ thôi. Tại vì Trung Quốc cũng có những cái hăm dọa đối với Việt Nam giống hệt là Nga hăm dọa Ukraine. Và một ngày nào đó là khi Trung Quốc đánh vào Việt Nam thì họ cũng có thể nói là đây là một cuộc hành quân đặc biệt, hay là chúng ta phải nói đây là một cuộc xâm lăng. Thì đó, sự thật ở đâu nó cũng là sự thật. Và vì vậy đó, tôi nghĩ là tới ngày nào mà tôi phải là bật áo sơ mi cây, tôi xin lỗi dùng cái chữ này, thì lúc đó tôi mới hết gọi là cố gắng, tôi nói phải cố gắng tranh đấu để cho sự thật. Tại vì dù muốn dù không đó, mình nếu mà mình làm được cái đó, mình sẽ để lại được những cái sách vở hay những cái gì tài liệu mình viết và mình nghiên cứu, và cái đó nó sẽ giúp cho tương lai của xứ Việt Nam, chứ không phải là tương lai của Đảng Cộng sản mà thôi. Vì vậy đó, tôi thấy là ở đây đó, cái khó là lúc nào chúng ta cũng chấp nhận mở cửa cho người ta, chấp nhận hai bên nghĩa là bàn cái. Tại vì không có cái gì mà nói là anh có thể anh nhìn thấy rồi anh đây là sự thật, là vì đây là một cuộc hành quân, nhưng mà ngày mai Nga thua thì sao? Đó, cái vấn đề ở đây đó, thì làm sao giúp cho Việt Nam tránh được những cái khó khăn đó. Tại vì nếu mà mình ủng hộ độc tài thì một ngày kia đó, khi tới phiên mình thì không có ai ủng hộ mình nữa. Và làm sao mà tranh đấu để cho Việt Nam, Đảng Cộng sản tôi chắc chắn cũng sẽ qua thôi, nhưng mà về vấn đề nước Việt Nam cũng lúc luôn luôn là vẫn còn đó. Và nếu mà còn đó thì chúng ta muốn một nước Việt Nam tốt đẹp hơn, chứ không phải là một nước Việt Nam xuống dốc.
Kính thưa quý vị, như quý vị nghe Kinh tế gia đình Xuân Quân chia sẻ thì sau hai lần trở về giúp xây dựng như là cải cách Việt Nam thì rốt cuộc ông Quân đã quyết định rút khỏi Việt Nam vào năm 1997. Thì như hồi nãy ông Quân có nói Việt Nam là cái nước mà không chịu phát triển, và không phải mình ông Quân nói câu này mà Bích Trâm nghe câu này từ một số người, bởi vì tệ nạn tham nhũng đã ăn sâu một cách có hệ thống vào guồng máy của nhà nước Cộng sản Việt Nam từ trung ương cho đến địa phương, rồi các doanh nghiệp quốc doanh điều hành một cách rất là kém hiệu quả, khiến cho thua lỗ, nợ nần chồng chất. Vị cựu thủ tướng của đất nước Singapore, ông Lý Quang Diệu, trong sách mà ông Lý viết về kinh nghiệm phát triển toàn vùng, ông đã tỏ ý hối tiếc là các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chỉ tha thiết theo đuổi chủ nghĩa xã hội mà bỏ qua mục tiêu phát triển Việt Nam thành một nền kinh tế mạnh ở châu Á. Ông Lý viết như sau: nếu có vị trí số 1 ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam mới xứng đáng, bởi so sánh về địa chính trị, về tài nguyên, về con người thì Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực. Thưa quý vị, chúng ta biết Singapore là một trong những cái nước mà xếp ngang hàng với như là Hồng Kông, như Đài Loan, những cái nước gọi là con rồng, con hổ châu Á về kinh tế đó. Và đó là lời của vị cựu thủ tướng mà đã giúp đưa đất nước Singapore từ một cái đảo mà không có nhiều tài nguyên thành một cái con rồng châu Á. Thì mà chúng ta thấy là ở phía Việt Nam thì sau gần 50 năm người Cộng sản gọi là thống nhất đất nước, thì ngày nay Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo và lạc hậu trong khối Đông Nam Á. Câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay mà Bích Trâm đặt cho ông Đinh Xuân Quân: chúng ta ôn quá khứ là để nhìn về tương lai. Ông Quân nghĩ sao về triển vọng phát triển của nền kinh tế Việt Nam, mang danh là một nền kinh tế thị trường nhưng mà lại thòng theo cái đuôi xã hội chủ nghĩa? Thì thưa ông, những điều gì cần xảy ra để kinh tế Việt Nam có thể thật sự vươn lên, trở thành một trong những con hổ châu Á? Nhiều người thì nói thì dễ thôi. Nhiều người nói thì cái chuyện này là chỉ bỏ cái đuôi mà xã hội chủ nghĩa thì là, nhưng mà nói thế nhưng mà không phải thế. Tại bây giờ họ đã xây dựng một cái chế độ dựa trên những một cái tổ chức hành chính mà theo kiểu xã hội chủ nghĩa, thì dần dần phải dỡ ra, bỏ cái gì mà nó cấm người ta. Luật ra đó thì là để quý vị có thể làm tất cả cái đó, tất cả cái gì mà luật nói, trừ cái gì mà luật cấm là thôi. Chứ còn Việt Nam mình cái gì cũng là cấm hết, trừ cái gì mà trừ ra cái chính gì mà chính phủ cho phép mà thôi. Đáng lẽ phải viết ngược, tất cả những cái điều gì về phát triển được làm hết, các công dân được làm, trừ khi chính phủ hay luật cấm. Còn Việt Nam cái gì cũng không được làm trừ khi được cho phép. Thì đó, nó chỉ có một cách là rất là dễ dàng, về một cái cách suy nghĩ dễ dàng, mở cửa. Quý vị đã thấy, vì họ để cho người nông dân làm ruộng đất, do đó Việt Nam từ cái chỗ mà phải nhập khẩu, nghĩa là lúa hay là gạo, tới cái chỗ mà xuất khẩu gạo, đó có phải là một cái, nghĩa là chứng minh cụ thể của cái điều mà tôi nói không? Thì đó, ở đây đó, tôi đã làm, đi làm tại nhiều nước, thì tất cả các nước xã hội chủ nghĩa về vấn đề nông nghiệp không có bao giờ thành công hết, là vì cái gì cũng phải làm công cho chính phủ hết. Người ta phải có, người ta làm thì người ta phải có hưởng. Chính phủ có muốn lấy thì đóng thuế, có sao đâu. Đóng thuế thì dân chúng, tôi nghĩ là người dân họ sẽ chấp nhận thôi. Nhưng mà đóng thuế phải công bằng. Vấn đề là công bằng. Thì bao giờ cũng vậy, muốn thành công, Việt Nam phải có luật pháp và áp dụng luật pháp. Chứ Việt Nam đó thì tự nhiên là trong cái gọi là cái hiến pháp của Việt Nam cái gì cũng có, trừ cái điều số 4. Điều số 4 là lại cho độc quyền. Đừng có độc quyền thì tự nhiên sẽ thành công. Đừng có độc quyền, cứ để cho người ta
tự do về chính trị để cho người ta có nhiều đảng, về kinh tế để cho người ta làm ăn, kiểm soát, chính phủ kiểm soát qua vấn đề thuế má và qua vấn đề luật lệ, thì đó nó là một cái chuyện mà có thể làm được. Và bây giờ dân chúng Việt Nam tôi nghĩ là có đủ gọi là cơ hội và có đủ những tin tức về bên ngoài để thấy cái chuyện này. Và tôi vẫn nghĩ là Việt Nam một ngày sẽ thay đổi và cái đuôi xã hội chủ nghĩa nó sẽ không còn nữa. Quý vị vừa mới nghe ý kiến của một chuyên gia từng gọi là lăn lộn khắp các nước ở trên thế giới, ở tại Phi Châu, ở Âu Châu, ở Á Châu. Ông đã đem tài kinh bang tế thế của mình giúp mang lại sự trù phú cho các nước chậm phát triển của thế giới. Có thể nói, thưa quý vị, tiến sĩ Quân lúc nào cũng nung nấu trong lòng ước mong làm sao trả ơn nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ đã cưu mang gia đình ông nói riêng, cưu mang những người tị nạn Việt Nam nói chung. Cho nên ông đã bỏ công sức để giúp các nước chậm tiến trên thế giới cách thức làm sao tổ chức để mà trở thành tốt hơn. Và ông đóng góp đến 10 năm trời trong sự nghiệp của mình cho các nước ở khu vực Trung Đông như Afghanistan, như Iraq. Ông cố gắng xây dựng những nước đó để tránh gọi là cảnh Việt Nam Cộng Hòa. Và ngoài tư cách chuyên gia kinh tế đã giúp nhiều nước trên thế giới, như đã nói là thoát cảnh đói nghèo, tiến sĩ Quân đã đến Việt Nam ở thập niên 90 trên cương vị là một người Việt Nam yêu quê hương, yêu dân tộc Việt Nam. Cho dù đất nước này nay đã đổi chủ, thay tên, mặc dù đó là một cái chế độ mà từng đối xử tàn nhẫn với ông, nhưng dù sao vẫn là những người đồng bào ruột thịt của ông đang sống trong đói nghèo, cần được giúp đỡ. Và tiến sĩ Quân đã kiên nhẫn, mang tâm huyết, mang năng lực của mình ra để cố gắng sửa đổi một cái nếp sản xuất mà chỉ đem lại sự bất công xã hội, một cái guồng máy phải nói là quái lạ của một hệ thống độc tài đảng trị. Và tiến sĩ Quân cũng đã đóng góp để mà xây dựng cho thế hệ trẻ người Việt là tương lai của đất nước. Ông sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cá nhân của mình với cộng đồng người Việt hải ngoại qua những phương tiện truyền thông Việt ngữ để đấu tranh cho sự thật, để đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ nhân quyền, thoát ách xâm lược ngoại bang. Ông cũng trông đợi những người đi sau, tức là thế hệ con cháu người Việt tiếp nối của chúng ta sẽ theo gót tiến sĩ Quân để tiếp tục tranh đấu cho Việt Nam. Kết thúc chương trình, Bích Trâm xin trích đoạn câu sau cùng trong hồi ký Trung Kiên với lý tưởng của tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Tôi tin vào một số lý tưởng. Có khi tôi bị coi là ngây thơ bởi vì tôi luôn hành động như một hướng đạo sinh. Tức là lúc nào cũng cố giúp người giúp đời, lúc nào cũng sống thanh liêm, lúc nào cũng có chữ tín để có thể hãnh diện là người Việt xây dựng cho các thế hệ trẻ. Bích Trâm xin cảm ơn tiến sĩ Quân đã giúp làm chương trình ngày hôm nay. Cũng cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý khán thính giả và xin kính chào, tạm biệt.